Vâng, xin chào mừng quý vị khán giả đến với phần bình luận của Discover Việt Nam TV. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2021, là ngày cuối cùng mà thời hạn chính phủ yêu cầu rà soát các cái hoạt động gây quỹ từ thiện trong nước. Và có rất là nhiều tin tức trong sáng nay trên cộng đồng mạng mà chúng tôi muốn tóm lược với quý vị khán giả như sau. Và thưa quý vị, tin sáng sớm đó là tối hôm qua, ông giáo đã bế đi một nhân vật rất là đặc biệt trong các cái danh sách các cái nhân vật mà có liên quan đến cái vụ drama của siêu Nguyễn Phương Hằng. Thì hiện nay chỉ trong một vài phút hoặc là một vài tiếng đồng hồ tới thôi, trên các cái báo chính thống sẽ công bố cái vị này mà có liên quan đến người IT rất là nổi tiếng, đó là Nhâm Hoàng Khang. Ngoài ra thì chúng tôi vừa ghi nhận trên cái status của chị Nguyễn Phương Hằng với một danh sách 38 cái cầu thủ mà có tên trong cái drama này, hay còn gọi là trong cái cuộc chiến của giải Anh Trần mở rộng. Và Discover Việt Nam TV xin cung cấp cái danh sách đó như sau. Chúng tôi xin đọc nguyên văn cái tốt của chị Nguyễn Phương Hằng đã đăng sáng nay. Đó là: chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Mời quý vị đón xem livestream của Phương Hằng tôi vào lúc 18 giờ ngày Chủ nhật 17 tháng 10 năm 2021 với chủ đề Giải Anh Trần mở rộng phần 3, với sự tham gia của các chuyên gia Anh Trần bao gồm: 1. Ông Võ Nam Yên, 2. Hờ Lơ 14, 3. Vùng Đất Cấm, 4. Công viên Thủy Tề, 5. Tránh Sình, 6. Việt Đồng Hương, 7. Ông Đoàn Ngọc Từ Thiện, 8. Hồng Dân, 9. Tịnh Kim Chi, 10. Dừa Khô, 11. Người Đàn Ông Sắc Màu, 12. Ông Đức Hiển, 13. Giang Kim Cúc Đã Ma Không Đồng, 14. Đại Nghĩa, 15. Mẹ Con Hồ Ngọc Hà, 16. Thế Thành Thúy Diễm, 17. Thiền Nguyện Nhất Tâm, 18. Lê Dương Bảo Lâm, 19. Trang Khang Bún Đầu Mắm Tôm, 20. Nguyễn Sinh, 21. Chủ Kênh Ma Xó Vui Vẻ, 22. Anh Cai Bàn của Ma Xô, 23. Nhật Kim Anh Diễn Viên, 24. Cao Thắng Đông Nhi, 25. Nhà Thiết Kế Đỗ Mình Cường, 26. Lê Thúy, 27. Người Mẫu Xuân Lan, 28. Hồ Việt Trung, 29. Chi Dân, 30. Lan Ngọc Linh Dương, 31. Quách Bim, 32. Cát Phượng, 33. Trương Tuyền Sa Ca, 34. Đạt G, 35. Quý Bình, 36. Bất Động Sản Tám Sang. Vâng, trong số 36 này có hai cặp vợ chồng và tổng danh sách là 38, thưa quý vị. Kính mời quý vị đón xem livestream và tường thuật livestream của chúng tôi vào chiều Chủ nhật để tường tận hơn các cái vị này đã làm gì, vì sao có tên trong danh sách của chị Nguyễn Phương Hằng. Thưa quý vị cũng biết là cái drama này đang lên kịch tính, nhưng chúng ta vẫn chưa biết được cái trùm cuối là ai trong cái số tên mà được liệt ra, được chị Nguyễn Phương Hằng gọi tên như thế này. Mọi người cứ đồn rằng là anh là đầu trọc cũng như là chủ dừa nước, nhưng mà chắc chắn đây không phải là trùm cuối, thưa quý vị. Trùm cuối còn là cái tên bí ẩn mà có thể chúng ta có thể đoán mò, ví dụ như là Dr. Rui chẳng hạn, nhưng chính thức thì chúng ta không thể cam kết được, mà chúng ta cần phải chờ đợi cộng đồng mạng lên tiếng, cũng như là theo dõi drama của giấc mơ của chị Nguyễn Phương Hằng.
Thì hôm nay thật là thú vị khi chúng ta rất là bất ngờ nhận được danh sách của 38 vị từ thiện này, thì chắc chắn là lớn chuyện rồi thưa quý vị. Ngoài ra thì Bộ Công an cũng đã yêu cầu những cái giới gừng sĩ đã sao kê, bây giờ còn phải sao kê lại, như là vợ chồng Thủy Tề, Công Vên, hay là Đánh Sinh, hay là Vùng Đất Cấm. Và gần đây thì thưa quý vị, bà Nguyễn Phương Anh đã rất là thú vị khi mà đưa cái kịch trình lên kết hợp với một cái em đang còn lứa tuổi học sinh, đó là em Hồ Văn Cường. Thì theo chúng tôi được biết, hiện nay Hồ Văn Cường đã được giải cứu ra khỏi cái ngôi nhà bí ẩn, ngôi nhà ma ám đó, nhưng mà hiện nay em đang ở đâu thì chúng tôi vẫn chưa biết được. Và cái tin vui là em đang được rất là nhiều người nổi tiếng trong cái giới giàu có số ngân hàng, cũng như là bà Hằng đã có cái lời ngỏ là đưa tay giúp đỡ. Nhưng hiện tại thì em Cương đang ở đâu, đang còn là một điều bí ẩn. Chúng tôi xin giới thiệu là cái vụ drama này xuất phát từ cái việc đầu tiên, đó là bà Hằng hay CEO Nguyễn Phương Hằng đã tố cáo ông Võ Nam Yên, hay còn gọi là ông Võ Hoàng Yên, đã ăn chặn. Và tiếp theo, vì người dính đến cái vụ drama này là nghệ sĩ Hơ Lơ 14, như quý vị đã biết. Thì những người này xuất phát từ những cái hoạt động rất là mờ ám, trong đó có cái hoạt động là nhảy và ca hát rất là khó tin. Xin mời quý vị cùng xem ha. Những cái bài hát chầu hay là những cái điệu nhảy rất là hoang đường, mà kêu gọi góp tiền hoặc là tung tiền ra cho bà con như thế này, thì thật là khó tin. Mà khi thằng Y cũng như là anh Hờ Lờ đã thực hiện rất là nhiều năm qua, và đặc biệt là thằng Y Võ Nam Yên đã có 14 năm làm thằng Y nhưng mà không bị phát giác, chỉ đến khi CEO Nguyễn Phương Hằng tố cáo và lật mặt thì ông ta cùng với một số người trong giới về gừng sĩ mới bị lột trần. Và liên quan cho đến ngày hôm nay là có 38 vị. Thì không biết là tối qua người bị ông giáo bắt đi có phải là ông Võ Nam Yên hay không, thì chúng ta hãy cùng chờ đợi khi báo chính thống đăng tin ha. Và đặc biệt thì giới thiệu với quý vị một chút là những cái điệu nhảy mà nghệ sĩ Hơ Lơ đã thực hiện thời gian qua, nó có liên quan với cái điệu nhảy mà chúng ta xem trong video này thưa quý vị. Mọi đóng góp và phân tích cùng với Discover Việt Nam TV, xin quý vị hãy để dưới comment của video này, cũng như chúng tôi rất mong quý vị bấm like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ. Ngoài ra chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin về siêu Nguyễn Bà Hằng và ông Dũng Lò Vôi, cũng như cái drama này có liên quan đến tuyên bố của siêu Nguyễn Phương Hằng. Và chúng tôi cũng mời quý vị đón xem cái buổi tường thuật trực tiếp trên kênh Discover Việt Nam, cái livestream của chị Nguyễn Phương Hằng vào 18 giờ tối Chủ nhật ngày 17 tháng 10 này ha. Chủ đề là dạy anh chàng mở rộng phần 3 thưa quý vị. Và tiếp theo xin mời quý vị xem một đoạn trong cái clip nhảy lên đồng, và hãy cùng chúng tôi phân tích và đánh giá về cái hành động này thưa quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đón xem kênh của Discover Việt Nam TV. Xin hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất. Chúc quý vị sức khỏe và bình an mỗi ngày. Thank you so much.